bao nhiêu? Nuôi con nào? Con nào? Con này 300 con này hả? À? Ok. Chạy khó chịu. Chỉ khó chịu thôi, chỉ thấy cái điểm đấy nữa, không phải là đẹp. Nó chỉ bắt gặp đấy nhìn nó không phải là đẹp. Gặp kiểu này gặp những kiểu hơi ngập ngập. Tác phẩm đã nổ 300 đúng không? 300 đấy. 300. Cái này của Tuân, Nguyễn Văn Tuân. Ở sở nông nghiệp. Tức là ông ấy chơi gia đình chứ không phải cây của nhà vườn à? Không phải nhà vườn, gia đình. Của ông Tuân ở Hưng Yên. Sở nông nghiệp bán cho ông Bắc. 300. Cây này đang được 200. 200. Chú là ở bên nào? Mình đang làm cái ứng xử với kênh công nghệ thông tin và cuộc sống. Chúng anh em vào YouTube tự gõ công nghệ thông tin cuộc sống thì ra cái kênh vẫn xem của các chú đều về đó. Vào cái kênh có cái logo màu vàng và có cái thác độ rồi. Còn hay xem của Vinh Nguyễn thì hiểu. Vinh Nguyễn rồi. Vinh Nguyễn thì là chuyên về cái cảnh, mình thì mình làm cả công nghệ thông tin, có một cái phần lớn là cũng dành cho cái cảnh mỹ thuật du lịch sinh thái. Chú đi làm là có nương nhỉ? Nương rồi. Chủ yếu là mình đam mê thôi. Thường nghiện bút này có. Chủ yếu là đam mê thôi mà. Các bạn cứ vào YouTube có công nghệ thông tin và cuộc sống. Anh em giao lưu. Còn nào có cái nhà vườn muốn chia sẻ thì mình đến mình làm với đấy. Cái này như là cái sinh nhật. Cái này cũng là si chứ không phải xanh. Dòng si. Cái này cũng của Si đây là si nó thân trắng này, nó cái này là ít dễ phụ. Còn cái loại thân nó màu nó sẫm thì nó rất là nhiều dễ phụ. Kéo cắt đi ông chủ ơi. Quay hết hàng này lại xong sang hàng này. Đang dỡ dàng cái hàng này. Cái này đẹp nhỉ? Cái này đẹp. Cái này đẹp, tổng thể đẹp. Đây mình không phải nói chê chứ mình rất thích cái cây này. Cháu cũng thích cây kia nữa. Nó chỉ quý là mà... ở cái Nam Điền mới cốt cách thôi. Mặc dù nó côn đấy nhưng mà côn quá đúng không? Nó có mức độ rồi đúng không? Điểm chơi cái con này mới là... Nhìn nó bay, nhìn nó có sức sống hơn đúng không? Mày gọi là nhìn bonsai. Nó bay, cây nhìn nó có sức sống. Yeah. Tính tổng thể con này đi chấm điểm là mình là cao. Nếu mà để chấm điểm thì nó ít nổ. Thực ra là mình họ nổ rồi mình nói đúng không? Đúng rồi. Mình nổ, mình tin này quan điểm cá nhân thôi đúng không? Chỉ hiểu sai là cái con này của nó rất là dứt khoát này, các cái điểm rồi. Giật của nó u cục rất là dứt khoát đúng không? Nó không mà có cái tán này là nó làm kiểu theo tán rối này chứ không phải là tán tròn đâu. Đúng rồi. Gọi là tán rối này, nó trông nó tự nhiên hơn. Nó mảng khối nó tự nhiên hơn. Còn cái loại tán nó tròn xoè nó lại khác. Con này nhìn rất là tự nhiên. Đây con này đấy. Con này rất là mẹ. Con này chơi ở góc để góc nào đó thật xa chơi. Con này tuyệt đẹp, rất là mình rất thích cái cây này. Đẹp chứ. Đây là san núi này, san núi lá nhỏ trồng.